Cái bữa chị dùng hàng chạy chết mà sao bữa nay dùng cá sông này. Cá sông nha, cá sông này về để nướng nè. Chính trẻ con các bạn. Chú xin gì lại, con làm gì lại, con. Thôi xin lễ ta xin nửa bội. Của con là chưa. Cá sông nha, cá sông đang tới. Ôi căng bằng. Bội 25 bằng ơi. Mấy bội đi, mấy bội. 30 ký 12 bội đó. Mua 100 đi. Cần cá sông đem đi giao ở Dương Đông. Ở Sài Gòn ít có kiếm được cá sông. Cá sông này chủ yếu là để du lịch, khách du lịch. Ta cũng giúp họ sang cá sông nướng. Nó nghỉ bán rồi Tú ơi. Mày kiểm tra đá nó nghỉ bán rồi. Bữa là sao đâu đâu đi Yên Đông. Đi Yên Đông 300 kg như đây sao đủ rồi ông làm tới 150 nó đâu đủ. Mấy loại. Mấy loại. Cái gì cái gì? Tú đi không? Tú không được đâu. Đủ má nói một lời thôi nha, không hai lời nha. Ăn đi. Cắn nói đi bạn. Có chị lại mày á, tao lại bán thằng Tú á. Còn chị lại thì Tú gì qua đây. Tâm. Đây này, đây là chùm của công ty Thế Vinh nè. Chùm cá của công ty Thế Vinh nè. Tú nè. Còn nhiều thứ cần quýt cho ông quýt. Mày giá không bà, tổ má, mày đừng nói câu đó tao bằng. Chú mày không phải bằng. Chết rồi bằng.